Xin chào tất cả mọi người. Đây là chiếc xe F4 hay còn gọi là Formula 4. Đây sẽ là cái thể thức dành cho những người không chuyên. Thì các bạn sẽ lấy là F4, xong rồi lên F3, xong rồi lên F2 và cuối cùng là F1. Chiếc xe này thì hình như động cơ chỉ có 1.6 thôi. Công suất nó rơi vào khoảng 185 mã lực. Thì mọi người sẽ nói là ủa xe đua gì mà công suất có thấp vậy, nhưng mà thật ra thì cái khối lượng của xe này cực kỳ nhẹ. Các bạn thấy là tất cả mọi thứ được làm bằng carbon nè, nguyên cái khung sườn là carbon fiber nè, là carbon hết nè. Thì mọi người sẽ thấy là cái xe này nó nặng chưa tới 500 kg, nó chỉ có 470 kg cho cái tổng trọng lượng của xe, bao gồm mâm lốp tất cả mọi thứ. Thì 185 mã lực thôi, nhưng mà vì nó quá nhẹ và cái tua máy nó rev rất là cao, cho nên là cảm giác chạy cái xe này nó thật sự rất là nhanh, super nhanh luôn. Và quan trọng nhất thì nó cũng không phải là max speed, mà là cái khả năng tốc độ khi nó nằm ở trong cua, tốc độ của nó, cái khả năng bám đường của cái xe này thì cũng perfect luôn. Mình không có gì để diễn tả hết. Mình chưa có cơ hội để chạy những cái dòng ví dụ như F3 nó cao hơn cái này, nhưng mà đối với mình thì xe này mà so với là những cái xe super car hoặc là những xe high performance car thì nó cũng đã hơn rất là nhiều rồi. Thêm một điểm đáng chú ý nữa, đó là xe này thì nó sử dụng hộp số sequential. Hộp số sequential thì nó khác với lại BDK, nó khác với lại cái hộp số liên hợp kép. Sequential nó là cũng chỉ là single, nó cũng chỉ là đĩa đơn thôi, chứ nó không phải là đĩa đôi giống như là liên hợp đôi, nó chỉ một liên hợp thôi. Nhưng mà nó sequential, nó sẽ sang số tuần tự. Các bạn tưởng tượng nó giống như các bạn chạy xe rim quay rồi đó. Có nghĩa là nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, rồi 5, 4, 3, 2, 1, chúng ta sẽ sang số tuần tự như vậy. Chúng ta không thể nhảy từ 1 lên 3 hay là 1 lên 4 được. Thì nó chỉ phải bắt buộc là 1, xong rồi phải bắt buộc phải 2, phải 3, phải 4 và như thế. Và sang số trên vô lăng đúng không? Đúng rồi, đây là cái lẫy chuyển số. Thì các bạn sẽ thấy này nè. Up, down. Đó, thì và anh em mà chơi mô tô thì sẽ biết cái gọi là quick shift. Quick shift có nghĩa là mọi người có thể sang số khi đang đóng cứng ga luôn. Có nghĩa là chúng ta không nhất thiết phải nhả ga ra thì mới có thể sang số được. Thì anh em chơi mô tô biết quick shift là chắc chắn là sẽ hiểu cái nguyên lý của cái này. Thì nó cho chúng ta sang số trực tiếp. Và bởi vì cái loại này nó cho chúng ta sang số trực tiếp á, và nó không thông qua côn á, cho nên là nó sẽ không có bộ đồng tốc. Quan trọng nhất là không có bộ đồng tốc, cho nên là cái xe này nó giật kinh khủng luôn. Có nghĩa là các bạn không thể giữ một ga với nó được. Nó giật, nó bắt vô là nó, nói chung là thường bây giờ chúng ta mới biết được cái bộ đồng tốc trên cái hộp số xe số sàn bình thường nó quan trọng như thế nào. Bởi vì có nó thì bắt đầu là mọi người mới chạy một cách êm ái mượt mà được. Còn cái này thì gần như các bạn không thể, các bạn đúng nghĩa là xe đua, chúng ta sẽ không giữ chết một ga được. Một là tăng, hai là giảm. Chứ các bạn mà đang trong cua, các bạn chỉ cần cái chân, chỉ cần nhịp vô ga một cái là nó giật. Và nó nói chung là cái ly hợp của nó, thường thường các bạn ly hợp mình nó sẽ có mấy cái lò xo đó để cho nó bắt một cách êm á. Và ly hợp này là nó bắt sóng luôn, cho nên là nói chung là chạy xe này cực kỳ khó. Nó đúng nghĩa là phải điên cuồng lắm mới chạy cái xe như này. Thì thật ra là mấy anh em mà chạy môn quát hoặc là đua đường phố mà chạy số sequential đồ thì nó cũng sẽ y vậy thôi. Thì mình chỉ đang review cho những người mà chưa chạy cái số sequential bao giờ, thì sẽ thấy là cái này nó cực kỳ, nói chung là cực kỳ khó chịu. Mà cái cảm giác lái con F4 này như nào anh Tâm? Thật sự là mình chưa đủ cái level và chưa đủ cái can đảm để mà đẩy nó tới cái giới hạn. Bởi vì mình hiểu là F4 này nó giống như go-kart á. Mọi người anh em chạy go-kart rồi sẽ biết là chỉ cần chúng ta hố là cái xe nó quay ngang ngay lập tức. Bởi vì nó sẽ không có cái hệ thống treo của xe này á. Các bạn nhìn là gần như nó không có treo, nó không có lò xo, nó không có hệ thống treo, gần như vậy nha. Rồi trọng tâm xe rất là thấp và chả có trợ lực lái, chả có ABS, chả có cân bằng điện tử, chả có cái gì cả. Cho nên là khi chúng ta vào cua, chúng ta tốc độ hơi cao, chúng ta lắc cái vô lăng nó hơi ấy một chút á, là xe nó sẽ quay ngang. Và quay ngang ở tốc độ cao trên cái đường này thì mình thấy nó hơi nguy hiểm. Cho nên là bản thân mình cũng chưa chạy bao giờ, mình không biết cái giới hạn bám đường nó nằm ở đâu. Cho nên là mình cũng chưa dám đẩy tới giới hạn của cái xe. Cho nên mình không có thể đánh giá là cái xe này nó chạy như thế nào được. Nhưng mà đối với mình thì mình chạy là mình thấy là việc qua cua hay tất cả mọi thứ nó quá là đơn giản với cái xe này. Bởi vì thứ nhất là trọng tâm rất là thấp, thứ hai nữa là cái bản bánh rất là to, thứ ba nữa là đang sử dụng lớp Michelin Slick, là cái lớp mà gọi là tốt nhất dành cho truck, dành cho đường đua. Cho nên là nó, cái khả năng bám đường của nó thì là mình thấy là vô địch. Kể cả chạy con mấy cái xe, ví dụ như là sáng nay chạy con 78 Cayman, thì thật ra mà nói thì nó vẫn là một cái xe thương mại, cho nên vào cua chúng ta sẽ nó vẫn có cái cảm giác mà cái xe nó hơi bị nghiêng,
weight transfer trên cái xe mình sẽ cảm nhận được, còn cái xe này gần như không cảm nhận được chuyện đó luôn. Và quan trọng nhất là cái tư thế ngồi. Cái tư thế ngồi là nó đúng nghĩa là nằm chứ nó không phải là ngồi, nằm lái. Thì cái này thì mình đã thấy rất là nhiều trên YouTube, mình thấy được những cái hình ảnh mà chơi F1, F2, F3 mình đã thấy rồi. Nhưng mà ngày hôm nay ngồi vào nó thì các bạn phải ngồi vô, các bạn mới thấy được cái sự gò bó, ví dụ như kể cả cái vô lăng nè. Nó còn nhỏ cái vô lăng mà chơi game điện tử nữa. Siêu nhỏ luôn. Đó, và cái tay chúng ta cũng vậy nè. Bình thường là sẽ không lái xe hơi bình thường, chúng ta sẽ lái một tư thế thoải mái vậy đúng không? Bình thường, nhưng mà khi mà lái cái này thì nó là như vậy nè. Đó, nó như sát người vậy nè. Và cái góc bẻ chúng ta maximum được tới đây. Đó, nó chỉ vậy thôi nè. Rồi lên số về số. Đồng hồ cũng rất là nhỏ, mọi thứ đều rất là nhỏ và rất là chật. Và cái quan trọng nhất phải lưu ý khi mà chạy cái xe 4 đó là các cái bàn đạp chân ga, chân phanh và chân côn. Bởi vì cái bề hông các bạn thấy nè, cái chân chúng ta sẽ nằm ở đâu đó khúc này. À, nằm ở đâu khúc này thì các bạn thấy bề ngang nè. Thì vừa là chân ga, vừa chân phanh, vừa chân côn, nó sẽ nằm ở trong cái khoảng như đây thôi. Thì các bạn sẽ hiểu được là nó rất gần nhau. Cho nên khi mà chúng ta đạp á, nó dễ bị lộn. Cho nên là đó lý do tại sao chạy mấy xe này thì nên mang giày đua. Giày đua là cái giày được thiết kế để cái bảng nó chúng ta có thể, thứ nhất chúng ta cảm nhận được cái bề mặt rất là tốt. Thứ hai nữa là nó rất là thon, nó không bị dư. Cho nên là nó sẽ hạn chế cái vấn đề là vừa đạp ga mà vừa đạp phanh mà nó dính vô cái ga luôn, kiểu vậy. Xe này vẫn có côn, nhưng mà côn thì chỉ sử dụng khi chúng ta đề ba đi hoặc khi chúng ta về bít, chúng ta ngừng lại thì chúng ta mới sử dụng côn thôi. Còn gần như chạy trong quá trình chạy trong truck là vô số sóng hết. Ok. Gương thì không có chỉnh điện nè. Đó. Gương bị cái là không có chỉnh điện cho nên là quan sát cũng khó, nhỏ nữa. Nói chung đó. Là xe này cái gì cũng nhỏ hết, chỉ có cái bô là to thôi. Đúng rồi. Cái bô thì to nhưng mà âm thanh thì lại nhỏ. Âm thanh này thì thật ra lên cái tua cực kỳ cao á thì nó mới hấp dẫn. Nhưng mà ở đây mình thấy là có vẻ đây là cái bầu catalyst. Cái bầu xúc tác khí thải mà mình cũng đang chưa hiểu là tại sao xe đua chạy trong trường đua mà nó đâu có phải theo chuẩn môi trường hay là chuẩn Euro gì đâu, mà không biết tại sao xe này lại vẫn đấy, hay là luật mới cũng không chừng. Nói chung là mình không biết, mình chỉ biết là cái bô này để cái bầu catalyst. Rồi thôi mình kết đi. Với em nha, cái cảm giác lái cái con F4 này á, giống như là nó không giống chơi game đâu, mà mình bước ra từ game vậy á. Cảm giác lái nó rất là phê và nó rất là lạ. Đúng nghĩa nha, người với xe mặt đường là một luôn. Cái lúc mà lái nó rất là thô, mọi thứ nó giống như là phập phập cục xúc cực kỳ luôn. Nó không có cái cảm giác mà êm ái như là một cái xe ở nhà mình. Và cái xe này mình sử dụng cái từ thô thiển, nó cực kỳ thô thiển. Nó thô thiển trong thô ráp, trong tất cả mọi chi tiết và cảm giác lái. Thật sự thì nó sao ta, nó giống như lái xe bò vậy á, nó vậy đó, cho xe nó chuẩn là xe ngựa. Có nghĩa là nó mọi thứ nó rất là thô ráp và nó rất là mọi mặt đường, tất cả mọi tác động từ động cơ rung như thế nào, hộp số rung ra làm sao, mọi thứ đó, nó sẽ truyền hết lên cơ thể của mình. Có nghĩa là khi mình lái cái xe này á, mọi người dùng cái từ cảm giác lái á, là mình dùng cả cơ thể của mình để mình cảm giác cái xe luôn, chứ không phải riêng về vô lăng hay là chân ga hay gì nữa cả. Và vấn đề là khi ai, ngay cả mình hay là Khoa cũng vậy, lúc đầu tiên, cái lắp đầu tiên chắc chắn sẽ rất là bị sốc, bởi vì mọi thứ nó quá hardcore. Nhưng mà càng chạy thì bắt đầu càng thích, và cái cảm giác này sẽ là cảm giác gây nghiện cực kỳ, vì càng chạy chúng ta càng cảm nhận được nó, chúng ta càng feel với nó. Và khi các bạn leo lên một cái xe bình thường trở lại, các bạn sẽ không bao giờ có được cảm giác như thế này nữa. Đúng rồi, cái lúc mà leo lên cái xe bình thường trở lại, bảo đảm các bạn sẽ thấy xe bình thường sao nó êm thế. Dù rằng chúng ta có thể ngồi một con 911 GT3, chúng ta vẫn thấy con 911 GT3 cực kỳ êm. Ok, đó, như các bạn cũng thấy đó, đầu clip ha, các bạn sẽ thấy anh Tâm sáng nay mặt rất là chán đời. Mà nhờ sự kiện Michelin Passion Experience thì bây giờ đúng nghĩa là Passion đã truyền cho anh Tâm cái năng lượng, những cái điều vui vẻ, nên anh Tâm bây giờ nè, thấy không? Thật sự là motorsport hay là đua xe nó giống như nè, mọi người có thể bị nghiện bởi caffeine, thậm chí là cocaine. Nhưng mà những anh em mà chơi motorsport với đua xe thì sẽ bị nghiện adrenaline. Và khi mà adrenaline nó bơm rồi thì bây giờ kêu đi ngủ đi không ngủ được luôn. Tại vì người mình nó rất là sung và nó rất là enjoy. Và nó bị lân, đó, chúng ta bị phê adrenaline. Sau ngày hôm nay em chờ có một cái suy nghĩ như thế này anh Tâm.
từ trước giờ ở Việt Nam á, mọi người bảo là cứ theo đuổi đam mê đi rồi nợ nần sẽ theo đuổi bạn, đúng không? Nhưng mà sau ngày hôm nay thì em thấy là theo đuổi đam mê đi rồi niềm vui sẽ đến với bạn. Đúng rồi. Vậy nha. Bye bye. Niềm vui của thằng chủ nợ á.